Phải đầy thau chuối này mới được hả chị hả? Đầy thau chuối này mới được. Chuối nhiều ghê luôn á. Chị tôi có xài chứ mà chịu. Chị mua vậy đó rồi chín từ từ thấy không? Dạ. Loại nào cũng có hả? Quá trời luôn, cả nhà chuối luôn. Chứ không có mà ít chuối thì nó ít ngon hơn, bánh nó hơi cứng hơn đúng không chị? Dạ. Dai ăn khó ăn. Dạ. Không phải là có Thảo là hôm nay chị ấy gì đâu, nhưng mà biết sao không? Dạ. Ngày nào chị cũng phải làm vậy chứ. Dạ em biết rồi. Của chị rồi. Chị Vân nói là không phải hôm nay thấy Thảo tới quay phim cho nên mà chị mới làm chuối nhiều, là bình thường á chị Vân cũng làm như vậy rồi, tại vì khi mà mình ăn cái bánh á là mình cảm nhận được cái việc chuối nhiều trong đó. Bây giờ để bánh chuối vô sừng để hấp đó. Má là tâu cái gì tâu, cái đó là tâu cái gì ba người? Trời ơi, để ra ngoài. Ai đâu ra? Trời ơi, nói sao mà có thì thấy, có thấy xe vô. Chở thêm mấy người đi. Xét nghiệm thôi, có một cái gì này đấy hay sao, nó lại lên. Chứ không phải làm thật xét nghiệm là không có bị. Trời ơi, tự nhiên Ấn Độ bị xong cái tự nhiên bên mình bị quá trời. Nhân trên cái ấy đó. Không, còn... Nhân con mới nấu đó. Như nó đủ rồi. Nhân đâu trong đây nó hết rồi. Nhân để đâu để ngay xe đó. Đó nè, bưng mới qua. Sau 25-30 phút bánh đã chín rồi này cả nhà, bánh chuối đẹp quá, màu đẹp quá rồi. Khoai mì cũng xong luôn đó, quá trời đẹp. Bởi vì không có gì đâu dễ ăn, rất là cực cả nhà. Bây giờ hấp tiếp mẹ khác. Đẹp ghê không? Màu vàng đẹp. Bánh chuối nóng hổi luôn, mới ra lò. Đó, bây giờ là mình bỏ vô mình hấp. Đó, một vị khoai mì, một vị bánh chuối. Bánh chuối chín và khoai mì chín. Dạ, cái này hấp trong vòng 20 phút hả chị? Dạ. Cái này hả? Dạ. 25 phút, 25. Dạ. 25 khoảng 30 phút. Món khoai mì quấn sợi thành viên, thành phẩm rồi đó cả nhà. Chín rồi, sau 30 phút hấp thì bánh khoai mì đã chín. Bây giờ cái này á, mình để cho nó nguội và mình ăn, lấy ra ăn kèm với nước cốt dừa thôi. Chị làm bánh đúc nhiều dữ vậy chị hả? Trời, vậy mẹ sao nè. Vậy mẹ trước bỏ hết rồi. Đi gì?
ở trước cho ông ta là ông ta lấy mối hết rồi. Cho ta lấy mối hả? Trời ơi bánh đúc này. Rồi. Còn nữa hả? Đó, bánh đúc của chị Vân làm tại nhà luôn đó mọi người nha. Bánh đúc lá dứa. Rất là thơm mùi lá dứa luôn. Dạ. Giờ dịch thì đâu có đi đâu đâu. Ở vòng vòng Sài Gòn ha. Bánh đúc. Bánh đúc của chị Vân hết cả nhà. Bánh chị toàn làm hết không à. Bánh đúc, bánh chuối. Bên này là bột bán chị gái đang tháo ra đó. Thêm một đường dẹp thêm. Chị làm cái khay dài ghê ha. Đó, cái gục bánh đúc này dài ghê không? Dạ. Cái bánh đúc này mà có chút dầu lên nó bóng đẹp lắm. Chị có cái nào chị làm màu lá cẩm không? Không. Ở dưới quê có bánh đúc màu lá cẩm. Đúng rồi, bánh đúc màu lá cẩm á. Em tím nấu lá cẩm lên á. Nấu lá cẩm lên làm được cái này màu dạ. Trắng á, bữa nào mình làm thử đó không? Mệt. Màu trắng với màu lá cẩm luôn á, nó hòa giống gì nè hết ha. Nó còn đẹp lắm á, dạ. Ba màu hả? Không, màu, hai màu. Là màu lá cẩm với màu trắng thôi. Màu lá cẩm màu thế cá dứa đó. Ờ. Họ phiến thích có bà nào đó, thấy chị. Khách yêu cầu là lá dứa. Kỳ thấy lá cẩm đẹp. Kỳ em có quay lá cẩm lần đó, còn đẹp lắm. Màu lá cẩm nó lên đẹp lắm. Lá cẩm thì nấu nước lá cẩm thì để vô. Tuy nhiên mình làm lá dứa thôi. Hỏi sai lá dứa. Dạ. Làm lá dứa cực hơn. Nó dưới cực hơn. Nó nấu rồi nó ra màu rồi. Sai lược. Dắt. Lược cho kỹ. Quay bột cặt kia lắm. Chị cắt bánh chuối hả? Bánh chuối. À, bánh chuối. Ủa mình còn cắt mà còn một lúc mà nữa vậy. Sao đó rồi còn phải cắt thêm mấy cái. Dạ. Chuối không là chuối luôn á. Mọi người thấy không? Thấy chị làm không? Chị nguyên một thau chuối đầy vậy đó. Cái này ăn cái bánh chuối nó ngon dữ lắm. Thơm chuối, chuối không là chuối. Đó, chị mua chuối. Đó. Chị tự chuối khắp nhà luôn á. Cùng mệt chị ha, hình như chị là dậy từ 2 giờ sáng hả? Dậy quay bánh đúc từ 2 giờ sáng đúng không? Bà... giờ ít mối, chị quay, chị... cái hồi đó mới có 11, 12 giờ. Đúng, bữa chị quay nguyên đêm luôn. Dạ, bé nó nói chị là 12 giờ là dậy làm bánh đúc rồi đó. Bên này là tính anh ít bột bán nha. Toàn bộ bánh nhà chị Vân chị làm hết, cũng có mình mấy chị em mà phụ phụ thêm một phần chị làm hết trơn luôn. Nhiều người thấy cái xe bánh chị nhiều và hết hồn tưởng năm chắc chị đếm chỗ khác á, chị đi lấy lấy vào mối về á, nhưng mà vô tới tận nhà mới thấy trời làm hết luôn, làm khi nó bánh nó mới ngon rồi bán nó mới rẻ được. Lấy mà bán cái kiểu chị đúng, người ta còn phải lấy của mình nữa à. Dạ. Đúng rồi, đi lấy về mà bán kiểu như chị Vân bán nhiều vậy mà rẻ vậy thì sao sao lời được. Chứ là cũng không ai làm nổi.
nào siêu thị nó khuyến mãi thì mình mua. Dạ, vô mua lần. Hồi đó chưa dịch rồi, Sài Gòn mình ta xuống đổ xô chứ, chứa quá trời. À, bánh chuối chị vẫn làm ngon quá mà. Mà dịch như nhưng mà chị là bản là ngon nhất luôn á. Qua mưa chứ chị bác đó. Dạ. Chị cái khoai mì viên đó chị mới làm thêm hả? Dạ. Khoai mì kia nó sượng quá. Dạ. Chị không thích làm. Hôm nay có khoai mì bột, hôm nay hàng về. Chị vẫn có cái món khoai mì viên này nè cả nhà, khoai mì này ăn với nước cốt dừa rất là ngon luôn nha. Cái bữa nó ăn trộn ăn cái đó về cô ăn khoai mì viên đó. Dạ, khoai mì viên này là chị có dưới xe đét em thấy một trộn bán rất là ngon này của chị Hoa bán rất là ngon. Bây giờ lên Sài Gòn thì lại thấy của chị Vân có rồi đây. Mà cái này chắc lâu lâu chị Vân mới làm quá. À. Dạ chứ. Đó là có nhân đó, thảo, nhân dừa, nhân đậu xanh á. À có nhân trong nữa hả? Dạ, giống như bánh ít vậy anh. Dạ. À cái này có nhân trong nữa mọi người. Cái này mua ăn thử cái này coi thử. Quá trời bánh luôn nè. Một nhà bánh luôn đó. Nói chung là bán không khách thì mình ế. Còn bán khách nhiều khách quá, nhiều công an nó nhìn nó. Ờ, còn khổ vậy chứ. Giờ dịch cho nên bán khách đông rồi còn sợ. Món khách đến từ từ thôi. Chị cái bánh bột bản này là cái nhân dừa là nhân đậu xanh hả chị Vân? Dạ. Cái này bột bản này ở dừa là nhân dừa với nhân đậu xanh. Nó màu vàng đều hết giống nhau hết trơn. Bóc may nhờ rồi chiều à. Chị Vân chắc lên xe để đi bán đó. Chứ dịch giờ đâu có đi được đâu chị. Dạ. Chị Vân muốn làm cái tủ to hơn mà trưng bày cho nó đẹp. Thôi em. Không có đủ chỗ đẩy. Cái này là món chuối luộc. Bánh bò. Con tròn đó chị làm chị đổ con bông không? Dạ. Yeah. Với lá. Cái con tròn này còn đẹp mà. Nó nổi nó ra bông nó ra gai nó đẹp ghê không? Nó nở rất là đều.
mới nhìn mặt xong á. Dễ chất chưa? Cái này nó đẹp. Đây là món khoai mì sợi. Hấp lên cái này nó dính với nhau chị ha. Nó cũng gãy xé, nó dễ xé thôi. Dính vậy dễ chắc. Tròn cái được khoai mì nở thì hấp đó. Bánh khoai mì rất là đẹp. Khoai mì này cũng được nhưng mà bánh nó không có nổi. Không có bằng. Chú lúc này cô bán phụ bán sớm. Giờ đó chị Văn sớm không ăn hạt quá. Dạ. Bây giờ là chị Văn là cứ 1:30 chị Văn mới có mặt ở chợ Bà Chiểu cả nhà. Đối diện cái tiệm vàng Mi Hồng á, đường Bùi Hữu Nghĩa. Phường 1 hoặc phường 2 gì cũng được, hai bên hai phường khác nhau. Thì mọi người cứ tới chỗ vàng Mi Hồng ở đó thì nhìn qua là thấy gì chị Văn bán à, đậu cái xe đó bán à. Số 304 hay là 302 gì cũng được, đường Bùi Hùng Nghĩa. Dạ. Dạ. Nhưng mà bị cái là Sài Gòn giờ cứ chiều nó mưa. Hết không? Đó, một xe bánh đầy như vậy là ra bán. Còn thêm ít dưới nữa. Chị Văn vừa dọn xe ra cái là khách quá trời luôn nè cả nhà.
À, xe bánh chị Vân, Thảo nhắc lại cái địa chỉ của xe bánh của chị Vân là số đối diện số 304 đường Bùi Hùng Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, như cả nhà, ngay chợ Bà Triệu luôn. Đó. 1:30 là chị ra, bây giờ là 1:30 là chị Vân dọn ra bán đến 6-7 giờ chiều, chị tùy theo cái lượng khách. Đây có số điện thoại của chị Vân như này cả nhà. Mọi người có thể là gọi cho chị Vân để hỏi mua bánh, số điện thoại. Xe bánh của chị Vân. Khách rất là đông luôn á. Chị nói là khách đông quá cũng sợ, dịch mà khách đông quá cũng sợ. Bán mà chứng phải là ế là sợ, lâu đông cũng sợ. À, chú chờ nước cốt vừa ra đó. Món bánh chuối của chị Vân là ngon lắm cả nhà. À, mọi người có dịp đến chợ Bà Triệu thì ăn thử cái món bánh chuối này. Chị làm toàn chuối không ạ? À? Bánh chuối cho em. Bánh chuối hả? Với hai hũ. Với đạo. Đúng rồi, để khoai mì ra ăn thử. Cái món khoai mì này chị Vân mới làm luôn cả nhà. Còn cái khoai mì sợi thì mọi người thấy bữa nay giờ rồi. Thảo nhắc lại là cái địa chỉ là chị Vân bán là đối diện số 304 đường Bùi Hùng Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Ngay chợ Bà Triệu luôn. Đây là chợ Bà Triệu. Đó, thì đối diện tiệm vàng Mi Hồng luôn, để cho mọi người dễ kiếm. Thôi chị Vân bán nha, em đi nha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.